Crawford kết liễu Brook chỉ trong 4 hiệp bằng màn thể hiện đỉnh cao. Trong trận đấu mới đây, Terence Crawford đã chứng tỏ vì sao mình luôn được mọi người nhắc đến trên khắp thế giới. Nhà vô địch người Mỹ đã kết liễu Cale Brook một cách ấn tượng ở hiệp đấu thứ tư. Tay đấm 33 tuổi phải mất một vài hiệp để mọi thứ đi theo quỹ đạo của mình, nhưng Brook đã gần như lập tức gặp vấn đề khi Crawford làm được như vậy. Võ sĩ sinh ra tại Sheffield, người đã mất đi một phần sức mạnh sau việc giảm cân từ dưới trung xuống bán trung, phải sớm lùi sát góc đài vì choáng váng và không phục hồi sau những pha ra đòn chuẩn xác từ nhà vô địch WBO. Trận đấu nhanh chóng kết thúc và một lần nữa Buzz, biệt danh của Crawford, đã để đôi tay mình tự lên tiếng trên võ đài. Với chiến thắng knockout kỹ thuật này, Crawford đã bảo vệ thành công danh hiệu WBO hạng bán trung, đồng thời tiếp tục duy trì thành tích bất bại qua 37 trận đấu, 37 chiến thắng và 28 trận knockout. Nhà vô địch Brook từng được trọng tài Tony Wade giải cứu khi đối thủ người Mỹ tính lao vào tấn công tiếp. Brook, 39 trận thắng, 3 trận thua, 27 trận knockout, đã dẫn điểm trước khi bước vào hiệp thứ tư, nhưng Crawford nhanh chóng chấm dứt hy vọng giành thắng lợi của anh bằng những cú đấm đầy uy lực. Lúc này, nhà vô địch sinh ra tại Omaha đang có được 8 trận thắng knockout liên tiếp tính từ thời điểm năm 2016. Cale Brook rất tài năng, anh ta đến và cố giành lấy đai vô địch của tôi. Anh ta vẫn rất phong độ dù đã giảm cân, không có lời bào chữa nào về kết quả đó cả. Cale đã thắng liền 3 trận trước cuộc so găng này. WBN dẫn lời phát biểu của Crawford. Người đứng đầu tập đoàn Top Rank là Bob Arum cũng chia sẻ, Terence Crawford một lần nữa đã chứng tỏ rằng tại sao anh ta là tay đấm giỏi nhất thế giới ở hạng bán trung. Đó là một màn trình diễn áp đảo trước một đối thủ như Cale Brook. Terence được xếp đầu bảng, giống như những võ sĩ vĩ đại mà tôi từng làm đại diện ở hạng cân này. Được đánh giá rất cao trên tất cả các hạng cân, giờ đây Crawford đang hướng đến trận tranh đai với một trong những tên tuổi lớn nhất ở mức 147 pound, 67 kg. Trưởng thành từ những trận đấu đỉnh cao của hạng nhẹ và siêu nhẹ, lúc này thì nhà vô địch 33 tuổi đang là mối hiểm họa với bất cứ tay đấm hàng đầu nào của hạng bán trung. Errol Spencer, Manny Pacquiao hay Keith Thurman có thể là mục tiêu tiếp theo của Crawford. Điều này là những thử thách lớn. Đây đều là những thử thách lớn hơn so với một Brook đã phai mờ. Những hoạt động bên ngoài võ đài đã ảnh hưởng rất lớn đến Cale Brook trong vài năm nay. Giải nghệ có lẽ là lựa chọn tốt nhất dành cho võ sĩ đến từ Sheffield, nhất là sau trận thua vừa rồi. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Nhìn lại chặng đường giành danh hiệu của nhà vô địch Teofimo Lopez. Cùng nhìn lại hành trình thử thách khi thống nhất được 4 đài vô địch danh giá của boxing của tay đấm Teofimo Lopez. Bước vào trận đấu với Vasyl Lomachenko, Teofimo Lopez dĩ nhiên bị đánh giá thấp hơn tay đấm đang đứng nhóm đầu của các boxer xuất sắc nhất thế giới. So sánh về lịch sử thi đấu ở mọi võ đài, Lopez đều không sánh bằng Lomachenko về cả số lượng trận thắng lẫn trình độ của các đối thủ. Ngay từ trận đấu đầu tiên thi đấu nhà nghề, Vasyl Lomachenko đã được ưu ái tranh đai thế giới WBO. Đây là ưu đãi đặc biệt cho tay đấm vừa giành 2 tấm huy chương vàng Olympic liên tiếp khi anh quyết định chuyển lên boxing chuyên nghiệp vào năm 2013. Kể từ đó, bại tướng của Lomachenko đều là những tay đấm sừng sỏ trong các hạng cân nhẹ, từ huy chương vàng Olympic như Guillermo Rigondeaux, Lux Campbell cho đến các tay to như Nicolas Walter, Jorge Linares, để rồi tất cả đều thất thủ trước lối đánh đầy toan tính của Lomachenko. Về phía Teofimo Lopez, chàng trai sinh năm 1997 từng suýt hụt cơ hội vào Olympic khi không thể đại diện đội tuyển Mỹ thi đấu. Đến khi chuyển sang đầu quân cho Honduras, Anne Brooklyn cũng chỉ dừng chân khi nhận trận thua trước huy chương bạc Sofia Omiha. Đó là khi còn thi đấu nghiệp dư, còn ở võ đài nhà nghề, mãi đến trận đấu thứ 15, tức ngay trước cuộc đối đầu với Vasyl Lomachenko, Teofimo Lopez mới được đếm trải hương vị chiếc đai IBF thế giới khi hạ knockout Richard Cormier ở hiệp 2. Lúc này góc nhìn của khán giả với Teofimo Lopez vẫn còn rất khắt khe. Họ đánh giá anh cũng như một số tay đấm nặng đòn khác mà Lomachenko từng đối đầu. Tận dụng sức mạnh, khả năng tung những cú móc, xúc,
hòng bắt nạt đối thủ. Lopez thích lao vào tấn công, dùng tốc độ bắt đối phương đấu với sức trẻ của mình. Thậm chí một số sự so sánh cho Lopez bên cạnh một bại tướng của Lomachenko là Jorge Linares. Kinh nghiệm Lopez thua xa, tốc độ cũng chưa chắc bằng, lực đánh chưa thể khẳng định. Vì thế, không ít khán giả tin rằng Teofimo Lopez chỉ là phiên bản trẻ hơn của Jorge Linares và Vasyl Lomachenko sẽ sớm bóc mẽ cậu bé này. Chiếc đai IBF hạng nhẹ đặt lên bàn đàm phán, Teofimo Lopez cũng muốn đòi lại sự tôn nghiêm cho cha mình, người đã bị Vasyl Lomachenko từ chối cái bắt tay thân thiện hồi năm 2018, khi con trai ông còn thi đấu chung sự kiện với nhà vô địch Ukraine. Thời điểm Lopez giành chiến thắng trước Kopmey, Lopez thẳng thừng đuổi Lomachenko ra khỏi võ đài, giữa lúc anh đang ăn mừng chiến thắng. Và thế là khán giả được chứng kiến mối tư thù được châm ngòi giữa hai cặp cha con, giữa hai gia đình Lopez và Lomachenko. Đối đầu với bộ não được rèn luyện kỹ lưỡng của Lomachenko, Teofimo Lopez hiểu nhà vô địch sẽ mất một vài hiệp để tìm được cự ly, tốc độ ra đòn và cả thói quen di chuyển của mình. Boxer trẻ nhanh chóng tận dụng thời gian này để giành lấy lợi thế về điểm số. Điều gì đến cũng đến, khi Lopez bắt đầu bị gây rối, Lomachenko vùng lên như hai trận đấu với Jorge Linares và Orlando Salido, tung những tổ hợp đòn phức tạp, bắt thời điểm nghỉ của Lopez để tấn công bất ngờ hay di chuyển tạo áp lực lên tay đấm trẻ đã thấm mệt. Một tỷ số hòa 114-114 được bình luận viên boxer kỳ cựu Andrew Watts đưa ra khi hiệp 10 kết thúc. Bước vào hai hiệp cuối, tình thế tiếp tục chia đều nghẹt thở cho hai bên khi Lomachenko tung đòn chính xác hơn, bù lại Lopez ăn điểm ở những sở trường đòn nặng. Kết quả chung cuộc chênh lệch 116-112, 119-109, 117-111 nghiêng về Teofimo Lopez có thể khiến nhiều khán giả bất bình. Nhưng cuối cùng các giám khảo vẫn chung tuyên bố Teofimo Lopez là nhà vô địch thống nhất được 4 chiếc đai WBA Super, WBC, WBO, IBF của hạng nhẹ, trở thành võ sĩ mới nhất gom đủ 4 danh hiệu danh giá nhất làng boxing. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Giám khảo chấm Teofimo Lopez thắng 11 hiệp đấu trước Vasyl Lomachenko. Sáng chủ nhật vừa qua thì trận đấu giữa Teofimo Lopez và Vasyl Lomachenko đã gặp phải bảng điểm nhảm nhí nhất từ trước đến nay. Nó có thể so với pha chấm điểm 10 hiệp thắng cho Canelo vào năm 2017. Sáng nay, Teofimo Lopez đã giành được một chiến thắng ấn tượng trước Vasyl Lomachenko. Tuy nhiên, dù trận đấu diễn ra khá căng thẳng, đã có một giám khảo định chấm cho Teofimo Lopez chiến thắng đến 11 hiệp đấu. Kể từ sau bảng điểm chấm Canelo thắng 10 hiệp đấu trước Golovkin vào năm 2017, giới boxing nhà nghề mới có thể kiểm chứng được bảng điểm nhảm nhí như thế này. Được biết, bảng điểm 119-109 là của giám định Julien Lederman. Dù trận đấu diễn ra khá hay và phần lớn các võ sĩ đều đồng tình với chiến thắng của Lopez, tuy nhiên rất nhiều võ sĩ nổi tiếng đã lên tiếng chỉ trích bảng điểm áp đảo này. Lomachenko cũng chia sẻ, "Tôi nghĩ rằng tôi đã thắng nhiều hiệp đầu hơn so với thực tế, nhưng ở nửa sau trận đấu, tôi đã chiếm lĩnh nó và đấu tốt hơn hẳn. Tôi muốn về nhà và xem lại trận đấu. Tôi không thể bình luận nhiều về điều này. Chắc chắn là tôi không hài lòng với bảng điểm." Ông bầu Bob Arum của công ty Top Rank cũng bày tỏ sự bất bình. "Tôi chấm cho Lopez thắng 7 hiệp. Tôi cũng có thể chấp nhận được bảng điểm 8-4 nghiêng về Lopez. Nhưng bạn không thể chấm Lopez thắng 11 hiệp và bảo rằng bạn đã xem trận đấu. Hiệp 9, hiệp 10 và hiệp 11 không có gì gọi là tương đồng nhau cả. Tôi đã khuyên tất cả những võ sĩ của tôi rằng hãy yêu cầu để không được nữ giám định Julie Lederman chấm điểm trận đấu của họ." Terence Crawford, nhà vô địch hạng nặng welterweight đã lên tiếng. 119-109, đó là một trận đấu hay, nhưng bảng điểm như thế thì thật là thiếu tôn trọng. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.